mới đây tại hà nội trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương bộ công thương đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo để trở thành chuyên gia về hiệp định evfta và các fta thế hệ mới khóa cơ bản cho các cơ quan quản lý doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng tham gia khóa học có 50 học viên là đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các viện, trường, trung tâm trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương khác. Giảng viên của khóa học là các chuyên gia đến từ vụ chính sách thương mại đa biên, cục phòng vệ thương mại bộ công thương, cục sở hữu trí tuệ, bộ khoa học và công nghệ, vụ hợp tác quốc tế, bộ lao động thương binh và xã hội trong chương trình khóa học các học viên sẽ được thông tin cập nhật và hiểu rõ hơn về các nội dung cơ bản trọng tâm của hiệp định evfta và các fta thế hệ mới như phòng vệ thương mại trong evfta và các fta thế hệ mới các chủ trương định hướng lớn của việt nam về hội nhập kinh tế quốc tế tình hình đàm phán ký kết thực thi các fta thế hệ mới xúc tiến thương mại để tận dụng hiệp định evfta và các fta thế hệ mới các cam kết quy định về sở hữu trí tuệ trong hiệp định evfta và fta thế hệ mới mục đích khóa đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của các cơ quan quản lý các hiệp hội doanh nghiệp các viện trường theo cấp độ cơ bản và chuyên sâu để phục vụ nhu cầu công việc cũng như nghiên cứu từ đó nâng cao hiệu quả tận dụng fta